Sang ngày hôm nay thì lũ trên sông Kiến Giang qua Lệ Thủy, Quảng Bình tiếp tục xuống nhưng chậm và mực nước vẫn còn ở mức cao. Dự báo đến chiều nay, mực nước lũ sẽ giảm khoảng gần 1 mét so với chiều ngày hôm qua nhưng vẫn trên báo động 3 khoảng 30 cm. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, mưa có giảm nhưng một số nơi vùng trũng vẫn đang ngập nước. Tỉnh Quảng Bình đã tập trung triển khai nhiều lực lượng để khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống trở lại. Toàn tỉnh Quảng Bình có 139 trường học bị ngập lụt, tổng số học sinh phải nghỉ học là 85.300 học sinh. Ngay sau khi nước rút, các lực lượng đã đến các trường học cùng với giáo viên nhà trường tập trung dọn dẹp để sớm đón học sinh trở lại trường. Cao điểm lũ vừa qua, Quảng Bình có trên 32.800 nhà bị ngập, 2 người thiệt mạng và hơn 370 hecta hoa màu bị hư hại, hơn 45.000 con gia súc gia cầm bị chết, trên 150 hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Cũng trong 2 ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Trà My cộng thêm mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến cho nước sông Buông dâng cao, hàng trăm hộ dân tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bị ngập lụt trên diện rộng. Có nơi nước cao đến gần 2 mét gây chia cắt giao thông và khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Đây là lần ngập nặng nhất trong vòng 8 năm qua tại khu vực này. Là một trong những nhà bị ngập sớm nhất, bà Hoè phải đặt ống bơm, dẫn nước ra ngoài liên tục và huy động cả gia đình cùng nhau dọn dẹp. Nước lũ lên nhanh, nhà lại trũng thấp hơn nhiều so với mặt đường, nên bà Hoè không kịp trở tay sơ tán đồ đạc. Bơm liên tục, kêu bực quá chứ khi 6 giờ chứ, ngược vô là bắt đầu là thả máy. Chứ không có lo, không bơm nên ngược, có lại lấy lên cửa sổ. Thử thì hử cái ban gậy, còn một cái đềm dương thì có như ụt, hàng mệt ra phởi, có khổ là không, hơi là bỏ luôn. Nhiều khu vực có nước chảy xiết, mực nước cao từ 1 đến 2 mét. Để tránh nguy hiểm cho người dân, cơ quan chức năng đã ngăn đường, lập rào chắn, khiến giao thông một số nơi bị chia cắt. Rạng sáng ngày 29 tháng 10, nước sông dâng cao tràn vào. Khoảng 400 nhà dân tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa bị ngập từ nửa mét đến 1 mét. Nhiều nhà dân bị thiệt hại hoa màu, xe máy, đồ điện tử. Tầm 3 giờ sáng đêm qua thì nước lên thì lên nhanh trong đêm luôn. Đến sáng nay thì địa điểm thì khoảng lúc 10 giờ sáng thì địa điểm thì khoảng tầm 1 mét. Cái lối này đi ra đi vô thì không đi được, cô lập, không đi làm được. Và người đi về cũng phải bỏ xe ngoài lộ rồi lội vô. Nước lên thì các em học sinh là mất một ngày học. Tuy nhiên thì cái cơ sở vật chất thì nhà trường cũng chuẩn bị cái phương án là đối phó với cái nước lên. Cho nên là cái cơ sở vật chất là không bị thiệt hại. Để đảm bảo an toàn, một trường cấp 2 trên địa bàn đã cho gần 2.700 học sinh nghỉ học. Chiều tối ngày 29 tháng 10, nước bắt đầu rút dần. Người dân và lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả để sớm quay lại với cuộc sống bình thường. Vì đây là vùng trũng thấp, thường xuyên xảy ra ngập úng, người dân và chính quyền địa phương đã có các phương án chuẩn bị, nên rất may không gây thiệt hại quá lớn. Đến sáng nay thì mọi hoạt động tại khu vực ngập nước ở tỉnh Đồng Nai đã trở lại bình thường. Từ chiều tối ngày hôm qua, trường học đã được dọn dẹp sạch sẽ để sáng nay các em học sinh được đến lớp thuận lợi. Tiếp tục chương trình với các tin nóng trong 3 phút tin nhanh. Khoảng 10 giờ sáng ngày hôm qua, một cây thông cổ thụ cao khoảng 20 mét bất ngờ ngã đổ từ bờ ta luy âm lên mặt đường đèo Pren ngay gần khu vực cầu Datala. Đây là tình trạng gây ách tắc giao thông, rất may không có thương vong về người. Thời điểm xảy ra vụ việc không có phương tiện đi ngang qua. Ngay sau khi nhận được tin báo thì lực lượng công an và chính quyền địa phương đã nhanh chóng phân luồng giao thông và dọn dẹp cây đổ. Sau khoảng 1,5 giờ, hiện trường đã được xử lý xong. Tuyến giao thông đèo Pren được thông suốt. Được biết là tại đoạn đèo này vào đầu tháng cũng đã xảy ra việc sạt lở đất đá ở bờ ta luy dương, kéo theo cây thông ngã đổ gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông. 9 đối tượng dương tính với chất ma túy trong quán bar vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hải Phòng phát hiện. Qua kiểm tra hành chính tại 3 quán bar trên đường Võ Nguyên Giáp, đường Đinh Tiên Hoàng và đường Hồ Sen, lực lượng công an phát hiện trong số 391 khách đang có mặt tại các cơ sở kinh doanh có 59 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là hơn 4 gram ma túy tổng hợp, cần sa và một số tang vật liên quan. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Hơn 700 viên kim cương trị giá hàng chục tỷ đồng được vận chuyển trái phép vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cùng các lực lượng chức năng phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Đối tượng vận chuyển là một người đàn ông có quốc tịch Ấn Độ giấu kim cương bằng cách bỏ vào trong hộp bánh nhằm qua mặt quá trình kiểm soát của lực lượng chức năng. Theo lời khai, sau khi vận chuyển qua sân bay, người đàn ông này sẽ bán lại kim cương cho các chủ hàng người Việt Nam nhằm thu lợi bất chính. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra những người liên quan để xử lý. Buôn bán gần 2,5 tạ pháo lậu, 4 đối tượng trong một đường dây buôn bán pháo lậu liên tỉnh tại Quảng Trị và Nghệ An vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa. Đây là nhóm đối tượng hoạt động hết sức tinh vi và manh động, sử dụng mạng xã hội để thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, thay đổi phương tiện, địa điểm giao hàng, gây rất nhiều khó khăn cho quá trình đấu tranh. Gần 1 tạ pháo nổ của các đối tượng được thu giữ khi đang vận chuyển từ Quảng Trị đến Nghệ An. Khám xét nơi ở, cơ quan công an thu giữ thêm 1,5 tạ pháo nổ. Thưa quý vị, Cao Bằng là địa phương được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chọn thí điểm thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ năm 2021. Sau 3 năm, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa rộng khắp, mang lại làn gió mới cho công cuộc phát triển kinh tế tại các bản làng vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Đây là hình ảnh ngôi nhà sàn 5 gian, có diện tích 130m² của gia đình anh Hưng. Sau ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, ngôi nhà đã bị vùi lấp trong một trận sạt lở đất. Xung quanh nhà đi luôn, cũng bị sập hết rồi. Tối hôm đấy là khoảng 8-9 giờ tối là em vừa ăn cơm xong là bắt đầu có hiện tượng là sáng hôm sau là sáng sớm luôn. 6 giờ 7 giờ là các chức năng các bên đến giúp em là dọn dẹp trong vòng ngày đấy luôn. Còn đây là ngôi nhà tạm của anh Hưng, được chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng dựng lên để gia đình anh sinh hoạt tạm. Ngay sau sự cố, gia đình anh được bổ sung vào diện xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2024. Ngôi nhà mới được xây dựng theo tiêu chí 3 cứng, đó là nền cứng, khung cứng và mái cứng. Trên cô là đổ răng, xây kè dưới. Ngày hôm kia là bắn tôn hết rồi. Theo chủ trương xóa nhà tạm, ngân sách của nhà nước sẽ hỗ trợ mỗi gia đình 44 triệu đồng. Số còn lại vận động xã hội hóa từ các cá nhân, tổ chức trên địa bàn, tham gia đóng góp hỗ trợ. Trước mắt, gia đình sẽ tự bỏ tiền để xây dựng. Sau khi căn nhà hoàn thiện, địa phương sẽ đến nghiệm thu và chi trả kinh phí theo ngân sách quy định. Trước đấy thì em cũng rất rối và cũng rất sợ hoang mang. Sau khi được các bên hỗ trợ em thì em đang hiện tại cũng đang rất mừng rồi. Nhà thì em bây giờ hiện tại cũng đang gần hoàn thành rồi. Chắc chắn là hoàn thiện kịp Tết rồi ạ. Là huyện có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 50%. Năm 2024, huyện Bảo Lạc được giao chỉ tiêu xóa hơn 700 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành 70% chỉ tiêu được giao. Được các cấp, các ngành hỗ trợ xây cái nhà như thế này, tôi thấy vui lắm. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện nhà trong 20 ngày nữa. Năm nay có nhà mới sinh hoạt, thế là kịp đón Tết rồi. Ngoài nguồn vốn ngân sách, tiền xã hội hóa từ các nhà hảo tâm, thì các lực lượng đứng chân trên địa bàn cũng cùng chung tay giúp bà con xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng chỉ đạo của chính phủ. Đó là ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Đội công nhau, giúp nhau, cả làng đến giúp một nhà này trước, sau đấy lại tiếp tục giúp nhà thứ hai. Người ta cũng không tính bằng công tính tiền, mà tính bằng giúp nhau và nuôi cơm. Chúng tôi đã có một kế hoạch thực hiện là năm rõ. Một là rõ người phụ trách, rõ thời gian, rõ địa điểm, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Thì cách đấy thì chúng tôi hiện nay là những cái giải pháp như vậy thì chúng tôi đang xuyên suốt trong thời gian chỉ đạo, và chúng tôi cũng khẳng định là đến năm 2024 chúng tôi hoàn thành chỉ tiêu này. Và cũng đến theo chỉ đạo của tỉnh thì đến 2025 chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về xóa nhà tạm, nhà dột nát. Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh, đến nay trên toàn tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 6.400 hộ với kinh phí giải ngân hơn 173 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức lễ khởi công công trình chỉnh trang trục đường Thùy Vân bãi sau. Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân có tổng mức đầu tư là hơn 1.094 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Quy mô dự án bao gồm hạng mục xây dựng công viên Thùy Vân với tổng diện tích hơn 19,2 ha với hai khu vực. Khu vực 1 là cải tạo một số hạng mục trong công viên bãi sau hiện hữu với diện tích khoảng 2,15 ha. Trong đó cải tạo khu cột cờ thành khu đặt tượng cá ông mới, mở rộng lối đi trong công viên, mở mới đường xe đạp, cải tạo đài cấp cứu bờ biển số 1 thành trạm dịch vụ công cộng, cải tạo trạm dịch vụ công cộng hiện hữu, xây mới một trạm dịch vụ công cộng kết hợp lát sân xung quanh.
Khu vực 2, xây mới toàn bộ phần công viên ven biển với diện tích khoảng 17,06 ha, gồm các hạng mục hệ thống cây xanh thảm cỏ, các không gian mở, các công trình tiểu cảnh, điểm nhấn, chiếu sáng nghệ thuật, mái che, năm trạm dịch vụ công cộng, cải tạo một số vị trí hầm hiện trạng, các chòi cứu hộ bờ biển. Căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Truyền thông Liban ngày hôm qua cho biết xe tăng của Israel đã tiến vào vùng ngoại ô của làng Khia, miền nam của Liban. Hãng thông tấn quốc gia Liban nêu rõ, nhiều xe tăng của quân đội Israel đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông của làng Khiam cách biên giới với Israel khoảng 6 km. Đây là lần xâm nhập sâu nhất của Israel vào miền nam Liban kể từ khi chiến dịch trên bộ được triển khai vào tháng trước. Từ ngày 23 tháng 9 vừa qua, Israel tăng cường tấn công vào các vị trí của Hezbollah tại Liban. Kể từ đó, xung đột giữa hai bên đã cướp đi sinh mạng của 1.700 người tại Liban. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết 37 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi tiến hành các chiến dịch trên bộ tại Liban. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là cuộc bầu cử cho Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ bắt đầu. Trong khi nhiều người đang tranh luận về tình thế tại các bang chiến địa, thì tại bang Alaska hẻo lánh, người dân tại đây lại không thể bỏ phiếu do không có khả năng tổ chức bầu cử. Tại ngôi làng Katowice xa xôi hẻo lánh tại vùng Alaska, Mỹ, mặc dù các cuộc bầu cử sơ bộ đã diễn ra, nhưng gần 200 người dân tại đây không thể bỏ phiếu. Lý do chính là vì không có ai chịu đứng ra để làm chủ tịch ủy ban bầu cử khu vực. Phần lớn người dân vẫn tập trung vào sinh kế hàng ngày là công việc để bắt cá, thay vì các hoạt động bầu cử. Đây chỉ là một trong hơn 200 cộng đồng giải rác quanh khu vực Alaska không có khả năng tổ chức bầu cử. Phần lớn những ngôi làng nằm ngoài các tuyến đường chính, thậm chí có những nơi bị cô lập tới mức chỉ có thể đến bằng máy bay cỡ nhỏ. Việc chuyển thư từ cũng dễ bị trì trệ đến nhiều ngày do thời tiết khắc nghiệt và thiếu nhân viên. Việc liên lạc với chính quyền bang để mở phiếu bầu năm nay vô cùng khó khăn. Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào, đồng thời không có thông tin về cách mở hòm phiếu. Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì, khả năng cao tôi cùng nhân viên phải tự đứng ra tổ chức bầu cử. Ngôn ngữ cũng là vấn đề khiến cho nhiều cư dân bản địa không thể tham gia bầu cử. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2022, tỷ lệ phiếu không hợp lệ tại các vùng thu nhập thấp tại bang Alaska lên tới 17% do thiếu chữ ký và không có sự hỗ trợ từ chính quyền nếu mắc lỗi. Đã có nhiều người dân cảm thấy bất bình khi chính quyền bang không nỗ lực tổ chức các cuộc bầu cử tại khu vực vùng sâu vùng xa. Thậm chí, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, giới chức bang Alaska còn không gửi lá phiếu bầu qua thư cho làng Metavik, do nghĩ rằng không có ai sinh sống tại đây. Chúng tôi cần được đảm bảo rằng mình được quyền tham gia bầu cử vì chúng tôi có quyền được bầu cho tổng thống tiếp theo. Nhưng lá phiếu của chúng tôi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tại đây. Vẫn có lo ngại cho rằng kể cả khi có lá phiếu bầu qua đường bưu điện, nhưng việc chuyển thư đến các ngôi làng xa xôi còn quá khó khăn. Chính quyền các cấp tại bang Alaska cho biết đang nỗ lực tìm người tình nguyện để hỗ trợ bầu cử, đồng thời cam kết đảm bảo mọi người dân trong khu vực sẽ có cơ hội được đi bầu. Và hãy tiếp tục chương trình với một hình ảnh ngay sau đây. Đây là hình ảnh ghi lại cảnh một người phụ nữ được cứu khỏi cửa sổ tầng hầm của một ngôi nhà đang cháy ở bang Ohio của Mỹ. Cuộc giải cứu đầy kịch tính đã được camera đeo trên người của cảnh sát địa phương ghi lại. Cảnh sát đã nhanh chóng phá vỡ cửa sổ tầng hầm, nơi có tiếng hét của một người phụ nữ 31 tuổi bị mắc kẹt bên trong. Họ đã cố gắng kéo nạn nhân ra, nhưng không được. Sau đó, một người lính cứu hỏa đã chui vào bên trong để giúp kéo nạn nhân ra ngoài. Nhân viên tổng đài khẩn cấp đã giữ được liên lạc liên tục với nạn nhân trong suốt quá trình. Nạn nhân sau đó đã được điều trị tại bệnh viện vì ngạt khói và bị thương nhẹ. Lính cứu hỏa cũng có người phải điều trị tại hiện trường. Các cơ quan an toàn thực phẩm tại Anh đang cảnh báo công chúng về các loại kẹo Halloween nhập khẩu chứa thành phần bị cấm trong bối cảnh không khí của ngày hội ma đang sôi động tại nước này. Phát kẹo cho trẻ em hay là đi xin kẹo là một truyền thống của Halloween, nhưng một số loại kẹo nhập khẩu đang có mặt trên thị trường Anh lại có liên quan đến chứng tăng động và các rủi ro sức khỏe khác. Hàng nghìn sản phẩm nhập khẩu này có nguồn gốc từ Mỹ, chứa các thành phần bị coi là bất hợp pháp tại Anh. Các thành phần này bao gồm dầu thực vật brom hóa DVO, màu tổng hợp E127, dầu khoáng và bột tẩy trắng. Vấn đề nằm ở các quy định khác nhau ở Mỹ và Vương quốc Anh và sự bất cập trong kiểm soát hàng nhập khẩu. Ở Anh, những chất phụ gia này là không được phép sử dụng hoặc chỉ được sử dụng ở mức rất thấp.